Chào mừng các bạn đã đến với buổi văn nghệ của lớp mình hôm nay. Mình là MC Vian. Thế, Trung được quyết tâm chưa kìa? Ừ, hiếm thấy thật đấy. À, mà con Quỳnh với thằng Hoàng Anh đâu? Sao hôm nay có mỗi hai đứa mày này? Hôm nay cuối tuần, con Quỳnh thì về quê ăn cỗ. Thằng Hoàng Anh thì ốm nằm bẹp dí ở nhà. Nhìn nó thế thôi chứ nó yếu lắm. Thế à? Mà An ơi, tao biết là mày quyết tâm thật đấy. Nhưng mà đáng tiếc là cái giọng của mày á là cái giọng mà Du ngủ có tính sát thương cao đấy An ạ. Nói gì mày? Giọng tao hay thế này mà chê à? Làm MC mà quăng kịch bản như này là dở rồi. Trượt chắc. Mày chù tao trượt đấy à? Làm MC mà người ta mới nói nặng một tí đã quăng đồ rồi. Quá bạo lực. Trượt. Ô, con này. Đứng lên. Đừng còn lâu tao mày đứng. Nha, mày làm sao mà đấu lại được con Vân? Tao nói đúng còn gì nữa. Này, vô duyên vừa thôi. Tao chưa đấu thì làm sao mày biết không đấu lại được. Tao chắc chắn sẽ thắng con Vân và làm MC của buổi văn nghệ. Còn lâu ấy, nó vào mà hút. Mày định nhường cho con An thật à? Ừ, ít khi tao thấy con An nó quyết tâm như vậy lắm. Nên thôi, tao nhường cho nó. Tao cũng còn nhiều cơ hội khác mà. Lần này á, tao thấy con An nó quyết tâm thực sự ấy. Hồi sáng nay nhá, tao mới trêu nó có tí thôi mà nó dồn tao chạy gần chết. Có vẻ nó thích làm MC thật. Lần này mày nhường cho nó cũng được Vân ạ. Nhường cho nó theo đuổi đam mê làm MC. Ừ, lát nữa con An mà nghe được tin này á, chắc nó mừng phát điên lên mất. Có khi còn nổi hứng bao bọn mình đi cà phê, xong rồi tiếp theo là bao ăn. Tao thấy mày tưởng tượng hơi quá rồi đấy. Con An làm gì có nhiều tiền mà bao. Thế thì chán. Này, mày làm cái gì mà đi đến đây, mặt cứ hất lên trời thế? Tao thích, được không? Ờ, được. Này, thì thích này. Có gì đâu mà cười. Chuyện này không có gì vui, nhưng mà chuyện tao sắp nói cho mày ạ, chắc chắn sẽ làm mày vui. Chuyện gì? Mà tao quyết định rút khỏi việc ứng cử làm MC của trường rồi. Tao nhường cho mày đấy. Sao? Vui lắm đúng không? Ai cần? Hả? Tao nói là tao không cần. Tao dư sức đánh bại con Vân bằng thực lực. Còn mày ấy, đừng có sỉ nhục tao bằng việc rút lui. Mày nói cái gì thế An? Con Vân á, nó thấy mày quyết tâm nên nó mới nhường mày. Mày có cần phải tiêu cực thế không? Tao không tiêu cực. Tao nói rồi, tao sẽ đánh bại con Vân bằng chính thực lực của tao. Con này hôm nay nó làm sao ấy nhở? Nhường cho cũng không chịu. Con này á, tính nó hiếu thắng. Chắc là nó nghĩ mày nghĩ nó không có thực lực nên mới nhường đấy. Tính quá trẻ con. Thôi kệ nó đi. Chắc là trong lòng nó đang mừng thầm rồi đấy. Dù sao thì tao cũng quyết tâm nhường cho nó rồi. Ừ, chắc là đang làm màu đấy. Chấp làm cái gì. Đi uống nước còn lấy bài văn ra đọc. Làm màu. Ok con này, mày kiếm chuyện với nó đấy à? Sao tao kiếm chuyện bằng mày? Ơ, này, tao chưa bao giờ kiếm chuyện với mày đâu đấy. Bây giờ không, nhưng mà tương lai sẽ. Mày là nhà tiên tri đấy à? Thôi, bọn mày đừng cãi nhau nữa. Tao cất bài văn đi là được chứ gì. Mà Vân, sao dạo này mày hay đọc mấy bài văn mẫu thế? Tao tập đọc cho trôi chảy với cả diễn cảm. Ồ, ra là vậy. Tập đi. Dù tập như thế nào ấy, giọng cũng không hay bằng giọng tao đâu. Giọng tao dẫn MC là hay nhất. Thế? Mày nói giọng con Vân không hay bằng giọng mày á? Chứ sao? Thế thì á? Giọng con Vân không hay bằng giọng mày á? Vui lắm à? Không muốn cười mà. Tao không đùa đâu. Gì mà căng thế? Không vui thì thôi. Mà mày bảo giọng mày hay hơn giọng con Vân cơ mà. Thế bây giờ mày thử dẫn MC cho bọn tao nghe xem nào. Chào mừng các bạn đã đến với buổi văn nghệ ngày hôm nay. Đấy, thấy chưa? Tao chỉ cần nói một câu thôi, bọn mày cũng giật mình vì quá hay rồi. Con Vân làm gì có cửa so với tao. Mày giỏi. Giọng của mày là hay nhất. Tao thua mày được chưa? Đấy, con Vân nó nhường mày rồi đấy. Mày hài lòng chưa? Tại sao mày lại rút lui? Tao khiêu khích thế, mày không giận à? Không,
có gì đâu mà giận. Mày! Cái gì ấy nhỉ? Kệ nó đi, tính tình con này nó thế đấy. Mày tập làm quen dần đi. Bỏ tay! Chấm con! Ê! Nè, này, nghe nói mày với con An, đấy, hai đứa ứng cử làm MC buổi văn nghệ của lớp đúng không? Bỏ cái tay xuống đi, làm như tao với mày thân lắm ấy. Mà tao ứng cử gì sao? Liên quan đến mày không? Nói chuyện gì mà phũ thế? Này, nếu mà chúng mày cùng tranh nhau một vị trí, thì rất có thể cô chủ nhiệm sẽ tổ chức ra một buổi để biểu quyết. Ờ, rồi sao? Đã biểu quyết, thì việc mà có được nhiều phiếu hay không là việc rất quan trọng, đúng không? Vào vấn đề chính hộ cái đi. Ờ thì mày nghĩ thế nào về phiếu bầu của tao? Không quan tâm. À, con ái, tao đang trao cho mày cơ hội để lấy được lòng tao đấy. Mà lấy được lòng tao nhá, thì mày sẽ có một phiếu bầu từ tao đấy. Không phải ai cũng lấy được lòng tao đâu. Ừ, không phải ai cũng lấy lòng mày được. Bởi vì người ta không muốn lấy lòng mày đúng không? Ồ, sao biết hay thế? Tao nói thật nhá, chỉ cần mày bao tao một bữa ăn thôi là phiếu bầu của tao sẽ dành cho mày. Tao không dành. À. Ê, mày không cần thật à? Cái thằng này sao mày dai thế? Đừng có đi theo tao nữa. Bực cả mình. Có chuyện gì ấy nhở? Sao mình cứ đi đến đâu là mọi người cười mình đến đấy? Không nhé, mình có tư chất làm diễn viên hài à? Cũng đúng thôi, tại mình xinh gái quá mà. Mà cũng không đúng, có tư chất làm diễn viên hài có cần phải cười to thế không nhở? Phải rách à? Làm gì có đâu nhở? Sao mọi người cứ cười mình thế? Khó hiểu ghê á. Ngày mai cô bắt đầu chọn MC rồi. Mà ai đấy trông có vẻ thoải mái quá nhở. Đấu với một đối thủ đáng gờm, có giọng nói truyền cảm làm nhiều người say mê như tao, mày không thấy sợ à? Này, tao bao mày ăn đấy nhá. Ý gì đấy? Tao thấy mày nói đúng quá nên là tao sặc đấy mà. Đối với tao nhá, giọng nói của mày là truyền cảm nhất hệ mặt trời, không ai sánh bằng. Hè. Hai đứa mày, đứa đàn đứa hát hay quá nhở. Tao đã nói với mày rồi, tao nhường mày, tao xin rút lui, để mày không cần phải khiêu khích tao nữa đâu. Tao đã bảo mày không được rút lui, tao sẽ đấu với mày bằng thực lực. Mày bỏ ngay cái tình đấy của mày đi nhá. Vâng, hôm nay mày chơi lớn đấy. Mày dán hẳn tờ giấy tôi bị ngủ để cho mọi người trầm trồ đấy à? Mày giấy gì? Đây này. Hả? Tờ giấy này. Bảo sao đi đường người ta cứ nhìn tao. Tao được quấn lên đầu mất. Ai mà chơi hát thế? Bọn mày, là bọn mày làm đúng không? Con An, mày đã sai thằng Long chơi tao đúng không? Tao đúng, là tao làm ấy. Được, mày hay lắm. Mày biết tao ghét nhất là bị mất mặt trước nhiều người mà. Nếu mày đã quyết tâm đấu với tao á, thì tao sẽ chiều mày, tao sẽ không nhường mày nữa. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, tao với mày không bạn bè gì hết. Vân! Vân bình tĩnh! Mày điên rồi An? Mày làm sao á? Con Vân nó rút lui, nó không muốn tuyên chiến với mày. Bởi vì là nó thấy mày quyết tâm quá, nó muốn cho mày có động lực để làm MC trong tương lai. Thế mà mày cứ làm cái gì á? Vì cái tôi mà mày nhất định mày phải tuyên truyền với nó đến cùng đấy à? Bây giờ thì mày vừa lòng chưa? Mày thành công làm cho nó muốn tuyên truyền với mày rồi đấy. Giờ á, nó còn không muốn làm bạn với mày nữa rồi á. Tao chỉ nghĩ mày tuyên truyền với cái trò trẻ con thôi. Không ngờ mày còn hợp tác với cả thằng Phi Long để phá con Vân nữa. Tao không ngờ đấy. Mày quá đáng lắm rồi. Tao mà là con Vân á, tao cũng giận. Vân đến rồi đấy à? Thì ngồi xuống đi, ngồi xuống nói chuyện giải quyết hiểu lầm. Tao không hiểu lầm gì nó cả.
Tao đến đây chỉ muốn nói với nó rằng á, nơi nào có con An thì sẽ không có tao. Và ngược lại, tao không muốn chơi chung với một đứa không biết điều như nó. Vân, tao xin lỗi, mày đừng đi. Bây giờ mày cảm thấy có lỗi thì nó có muộn quá không? Tại sao lúc mày hợp tác với thằng Phi Long chơi tao á, mày không cảm thấy có lỗi đi? Tao đã nói rồi, tao ghét nhất là bị mất mặt trước nhiều người. Mày có biết tao mang tờ giấy đấy đi khắp nơi, gặp bao nhiêu người không? Chuyện tờ giấy đấy không liên quan gì đến tao. Thằng Phi Long đến tìm tao, bảo là cô sẽ mở cuộc bình chọn để chọn ra MC. Nếu tao muốn một phiếu bầu từ nó thì tao phải bao nó ăn. Xong sau đấy tao bao nó ăn bim bim, rồi gặp mày. Từ đầu đến cuối tao đâu biết chuyện tờ giấy đâu. Thằng đó cũng đến tìm mình vì mục đích này. Không lẽ nó không liên quan đến con An thật? Thật không? Làm sao để tao có thể tin mày? Tao nói thật, thằng Phi Long chuyên đi phá người khác, bọn mày cũng biết mà. Hoặc có thể mày đã làm gì cho nó không vừa lòng nên nó mới phá mày đấy thôi. Mà nghĩ lại nhá, tao thấy con An nói cũng hợp lý Vân ạ. Cái lúc mà mày hỏi ấy thì có mỗi thằng Phi Long nhận thôi, con An có nhận đâu. Nhưng mà tao vẫn bị cấn ở một chỗ nhá. Nếu như mà con An không làm á thì tại sao nó lại không phản biện? Thì tại lúc đấy thấy Vân vì chuyện đó mà không muốn rút lui nhường tao nữa, cho nên tao mới ngập ngừng không nói. Mà giờ thấy nó phản ứng lớn như thế, tao không nói rõ không được. Những lời của An nói cũng hợp lý. Có thể mình đã chọc thằng Phi Long đó giận vì từ chối bao nó ăn nên nó kiếm chuyện với mình. Nghe mày nói cũng hợp lý, nhưng mà lý do riêng khiến mày không muốn tao nhường mày là gì? Thì không nói được. Nếu như mày không nói á thì tao không tha lỗi cho mày đâu. Mày nói đi An, để mọi chuyện được rõ ràng, phải giải quyết hết mọi hiểu lầm đi chứ. Tao muốn thua bằng thực lực còn hơn là được nhường mà vẫn không được chọn. Hả? Tao nghe mẹ tao nói với thầy Thanh là sẽ chọn mày làm MC cho buổi văn nghệ. Dù mày không nhận đi nữa thì mẹ tao vẫn sẽ chọn người khác vì tao không phù hợp. Mặc dù mày muốn tốt cho tao nhưng mà tao cũng rất tiếc. Nhận được lời nhường từ mày mà tao vẫn không được làm MC, thế thì nỗi nhục nhân đôi à? Chắc tao phải đội quần đi học mất. Mà tao cũng không thể tự rút lui được. Thế nên tao quyết định thà thua bằng thực lực còn hơn ấy được nhường mà không được làm MC, thế cho đỡ nhục. Mày còn cười tao nữa à? Mất mặt chết đi được. Thà bằng thực lực.